Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục quay lại Long An nè anh em. Đến chỗ vườn mai chơi Tết 2021 của chú Tân nha. Thì ngày hôm nay chú Tân có giao lưu với anh em là ba loại mai. Nói chung thì giá cả thì khá hợp lệ cho anh em. Có bao ship cho anh em, bao lựa chọn thoải mái nha anh em. Rồi bắt đầu mình vô mình quay chi tiết cho anh em tham khảo những mặt hàng của ngày hôm nay. Anh em nào thấy thích thiện chí có thể mình liên hệ trực tiếp với chú Tân nha qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Còn anh em nào mua lẻ thì anh em cứ comment ở dưới cái phần bình luận anh em. Để số điện thoại, số cây nha. Có gì bên chú Tân sẽ liên hệ trực tiếp với anh em nhớ bình luận phía dưới. Rồi mình cho biết địa chỉ bên đây đó chú Tân. Mình ở đây là ấp 6 Lương Hòa. À, Long An hả chú? Long An. Ở khu vườn mình là trồng bao nhiêu ngàn gốc chú Tân? Cái vườn này là khoảng 7.000 gốc. 7.000 gốc thì ngày hôm nay thì mình có giao lưu với anh em bao nhiêu loại mai vậy chú Tân? Thì có 3 loại. 3 loại. Giờ, loại 1 là nhiêu chú? Cái loại 1 này thì 450. Rồi loại 2 chú? Loại 2 thì 350. Còn loại 3 chú? Loại 3 là 250. Rồi bắt đầu mình mời tất cả anh em cho tham quan gốc loại 1 đi, loại 1 trước cho dễ. Như sát bên đây thì con thấy có cái gốc này khá lớn vậy nè chú. Là loại thuộc loại 1 hả chú? À, cái này là loại 1. Cái này là dảo luôn hả sao chú? À, này dảo. Rồi nó tất cả các nút đều rất là nhiều nha anh em. Mỗi cái nút này mới mốt nó ra 5 7 bông là chuyện bình thường nha anh em. Anh em biết là cây mai dảo thì rất là đẹp. Cây này thì hoành tung bình khoảng nhiêu hả chú? Thì ở đây trong cái vườn này nó có từ loại 1 hả chú ơi. À, loại 1 này chắc từ 18 tới 20 nè, hơn 10, 20. 18 đến 20 mà hơn 20 ha. Đây anh em, giá là 450 nha anh em, bao ship cho anh em, bao lựa chọn cho anh em thoải mái, anh em nào mua lẻ thì mình comment phía dưới phần bình luận nha anh em. Rồi, gốc tiếp theo loại 1 nữa đi chú. Đây. Gốc bự nha anh em. Mình 450 là mặt hàng này mình lựa thoải mái luôn hả chú. Ok, mấy cây này quá đẹp anh em ơi, nói chung nụ tới tan luôn anh em ơi. Lớn không mà anh em mà rất là nhiều nha. Cái này mình cho anh em là gửi tại vườn này tới chừng nào bứng được không chú? Được, bây giờ hả bứng lúc này thì mình bao bứng mình xếp, còn hả Tết thì tự anh em tự bứng. Tết anh em tự bứng ha. À. Rồi cái này tung bình là khoảng một cây nó khoảng nhiêu chiều cao khoảng nhiêu chú? Chiều cao này chắc 1m7 ạ. 1m7, cây loại 1 cho anh em, nói chung thì tàn thông rất là đều. Bốn bên đều nhau hết nha anh em. Rất là đẹp. Đây loại 1. Anh em bỏ 450 ra anh em mua loại 1, cái cây này về chơi theo mình nghĩ là khá là ổn nha. Mình thứ nhất là mình nó lớn, thứ hai là mình được quyền mình lựa anh em. Thì anh em thấy những cái cây chọi trong đây thì anh em có thể lựa. Đây có những cái cây rất là đẹp anh em. Cây này thì hôm trước thì có mấy anh em trước bán 600-700 luôn đó là bình thường nha anh em. Đây những cái cây này bự nè anh em. Chú xả hàng cho anh em. Đây anh em, nguyên cái cây tàn thông rất là đẹp, tất cả đều một cốt là dảo hết hả chú Tân. Đây. Rồi bên đây cũng vậy anh em, anh em thấy là những cái gốc này anh em bỏ 450 ra mua xứng đáng nha nè. Mình đem về mình chơi thôi, chơi một mùa, ví dụ anh em nào mua lẻ thì mình có thể mình liên hệ với chú, hoặc mình bình luận với chú thì bên chú sẽ trả lời cho anh em, còn thứ hai là sẽ gửi hàng cho anh em. Ví dụ anh em nào mà mình mua số lượng lớn thì mình có thể mình tới vườn sẽ có cái giá ưu đãi hơn cho anh em. Cái này giá con nhờ chú chỉ cho anh em tham khảo cái loại thứ hai á chú. À, cái loại thứ hai thì đây. Cái cây loại 2 này là chiều cao mình khoảng nhiêu hả chú Tân? Thì đây nó cũng từ 1m2 tới 1m4. Dạ. 1m4. Còn cái hoành đó là đâu chú đo ám thử coi khoảng nhiêu chú? Dạ, hoành này chắc cũng được 10 14 15 nè. 14 15. Con nghĩ thì nó từ khoảng 14 ăn lên đi anh em ơi cho dễ. Cũng tàn không một cốt anh em, nụ thì bao la nha anh em ơi. Rồi, cái tiếp theo anh em, chỉ cho anh em thêm một cái cây cây này cũng loại 2 hả chú? À, loại 2. Đây. À, nói chung thì cái nhiều khi anh em thích cái tàn lớn cái tàn nhỏ gì á, nhưng mà nó có cái hoành nha anh em. Ví dụ cái hoành lớn á, thì người ta tính 450, như cái cây này thì tàn rất là lớn nè, nhưng mà nó vẫn là loại 2. Lý do cái hoành nó nhỏ phải không chú Tân? À, đây anh em, cây rất là đẹp nha anh em. Nói chung nó đều. Cái này thì mình có thể mình đến tận vườn để mình xem, mình mua số lượng lớn mình về mình bán lại á, thì chú Tân sẽ có cái giá nhẹ hơn cho anh em nha. Tàn rất là đều nha anh em, bung rất là đẹp. Nói chung thì tính từ cái hoành thôi anh em ơi, chứ nhiều khi có cái cây mà hoành nhỏ mà cái tàn rất là đẹp nha. Xung quanh thì đều đẹp hết. Rồi, con nhà chú dẫn con tham quan thêm một số gốc nữa chú Trần ơi. Bạn qua đây đi. Dạ. Đây anh em khá là nhiều. Ở khu vườn mình nhắc lại với anh em là mình có bao nhiêu ngàn gốc kìa chú Tân? 7.000 gốc ha. À, chú Tân có thể cho anh em là anh em có thể gửi lại mình chơi Tết nha anh em. Mình từng nào tới Tết mình muốn bứng như nào mình bứng. Đây những cái cây này là thuộc dạng loại mấy à chú Tân? Cái này là loại 1. Loại 1. Quá đẹp anh em ơi. Lá xanh mượt nha anh em. Đây phía dưới anh em, tất cả đều một cốt lên nha anh em. Cái này mình bao bứng bao ship cho anh em luôn hay sao chú Tân? Nếu mà mua 50 gốc.
Tức là 50 gốc bao bứng bao xếp trong vòng 100 cây số trở lại thôi. À 100 cây số. Là còn ví dụ mà anh em nào mà mua số lượng lớn này kia thì mình hỗ trợ anh em sao chú? Thì thí dụ mình thì tới đó gặp đi rồi mình thương lượng rồi coi hỗ trợ thì như bên mua muốn như thế nào. Dạ. Chứ bây giờ mình cũng không quyết định được chuyện đó. Dạ. Ví dụ là mình ví dụ giờ anh em người ta mua 100 gốc là mình hỗ trợ, thứ nhất là mình bứng, thứ hai là mình hỗ trợ ra tới mặt lộ hay sao chú? Đúng rồi. Là lúc đó thì ví dụ anh em là xuống tận nơi mình mua theo kiểu đó thì sẽ có cái giá nhẹ hơn, tại vì mình không có bao ship, Đúng mình rồi. chỉ bao ra mặt lộ thôi, sẽ có giá nhẹ hơn cho anh Đúng em. rồi, giá nhẹ Còn ví hơn. dụ như con thì con thích nguyên một clip về bán solo luôn, một clip về là bao nhiêu gốc hả chú? Một clip như vậy là khoảng 330 gốc đến 325 gốc. Còn hả mua một một clip nguyên như vậy á thì mình Dạ. bán hết một clip là mình bán giá là coi như 220 ngàn một cây là anh em tự bứng. Còn hả mình bứng luôn á thì cỡ khoảng tiền bao ship ra tới lộ chắc khoảng 260 là một cây. 260. Là hết là điếm đầu cây về thôi một clip. Dạ là có nhỏ có lớn như vậy là Có một nhỏ một có clip lớn đi ha. một clip là có khoảng chừng 70 triệu hay là bảy mấy triệu gì đó. Dạ là hết luôn một clip này. Hết một clip này là 330 cây. 330 cây là giá là nhiêu nhiêu chú? Như vậy là Trung bình một gốc là khoảng 260 hả chú? trung bình một góc khoảng 260. Rồi là vẫn hỗ trợ ship cho anh em, vẫn hỗ trợ cho anh em ra tới mặt lộ nha anh Đúng em. rồi, hỗ trợ tới mặt lộ thôi. Rồi như như chú Tân dẫn cho con tham quan cái loại ba đi chú Tân. Cái loại nhỏ nhỏ như cái loại mini này Đây nè, là loại đây nè. ba hả chú? Cái này loại 3 nè. Cái này là nhiêu chú? Cái này là 250 nè. 250 nha anh em. Cây nhỏ nhất này là 250, nói chung tàn tán cũng khá là ổn nha, nút thì bao la anh em ơi. Quá trời luôn. Cái này nếu mà chơi mini là rất lẹt luôn á. Dạ, giá chỉ 250 anh em. 250 thì mình mua 50 gốc, anh em ở xa thì mình vẫn hỗ trợ ship cho anh em luôn Đúng ha rồi, chú Tân. ở cả xa vẫn có tiếp luôn. Quá trời luôn anh em ơi, là tổng cộng khu vườn này là 4.000 gốc hay 7.000 gốc chú? 7.000 gốc. 7.000 gốc nha anh em. Quay hết cho anh em tổng thể một vòng của cái vườn này. Nói chung thì cái vườn này cây khá là ổn nha anh em. Nếu không nếu cái này để Tết bán bông Cái này thì theo ý kiến của mình đó, thì mình có thể mình mua cái mặt hàng 450 nè. Đây nè, những cái cây chọi rất là chọi. Mình Ủa chú Tân ơi cho con hỏi nè. Ví dụ người ta mua 100 gốc là mua 450 mình cho người ta lựa hết không ai không chú Tân? không, tức là bây giờ họ lựa trong một cái Cái clip ha cho chú. một clip Ví chứ dụ không phải là mình bán luôn. giờ ví dụ giờ mua 450 là được lựa trong một clip này hay sao Đúng chú? rồi, được lựa trong một clip này. Rồi ví dụ rồi trong cái clip này là bao nhiêu gốc là mình sao con chưa hiểu vấn đề đó. Tức là cái clip này có 300 mấy chục gốc đó Dạ. thì mình lựa 100 gốc. Mình lựa 100 100 gốc gốc. thì mình có thể bớt, ví dụ bây giờ lựa 100 gốc trong một clip thì mình bớt còn 400 thôi. Dạ là bây giờ ví dụ giờ con thích mua 200 gốc mai đi, bây giờ chú cho con lựa không, 450 con mua 450 chú cho con lựa hết 200 gốc đó không? Lựa 200 gốc thì chỉ lựa hai vòng thôi chứ không hết đám được. Là một clip là chỉ cho lựa 100 gốc thôi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi con hiểu rồi, vậy là một clip chỉ cho anh em lựa 100 gốc thôi, còn anh em mua 200 gốc thì cho anh em lựa hai clip chứ không có cho lựa hết nguyên vườn. Nó mà em hết sao. Dạ nói chung thì mấy cây này nó lớn quá anh em ơi. Đây bên đây cũng có một số gốc nha anh em. Cái này mình mua đi bán lại thì chú Tân có hỗ trợ cho anh em cái giá nhẹ hơn nữa không chú? Thì cái giá này coi như là mình bán giờ rất là mềm rồi đó, Dạ nếu không luôn á dạ quá trời luôn anh em. cái này này nếu tại vì mình không có công với mình ở xa quá. Dạ. Ủa chú Tân cho con hỏi là cái cây này là thuộc dạng loại mấy chú Tân? Cây này thì loại loại dạng này là 350 à. 350 hả chú? Đây quay hết cho anh em một vòng nha. Cái này thì Còn cái chú này là Tân, 250 nè. chú Tân nhắc lại địa chỉ cho anh em ta đến ta giao lưu luôn chú Tân ơi. Ấp 6 xã Lương Hòa, Dạ Bến Lức, Long An. rồi ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em bao nhiêu loại chú, nhắc lại cho anh em luôn giá cả Ba luôn chú ơi. loại là loại 1 là 450. Hoành nhiêu nhiêu chú? Là hoành từ 16 đổ lên. Dạ Rồi loại loại 2. loại 2 thì 350. Dạ Thì 13 đồ đổ lên. dạ Rồi rồi còn dưới nữa là 250. dạ rồi thì đây là nguyên cái khu vườn của chú Tân nha. Ví dụ anh em nào mà mình thích mình thiện chí mình có thể mình đến trực tiếp tại vườn. Với thứ hai là anh em nào mua số lượng 50 gốc thì mình có thể mình liên hệ chú hỗ trợ bao ship cho anh em là 50 km. Thì anh em nào mà thiện chí mình có thể mình liên hệ chú qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em để mình giao lưu nha. Giờ xin tạm thời kết thúc video tại đây, chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ hạnh phúc gia đình thân, và mong là anh em có thể giao lưu hết nguyên cái vườn mai này với chú Tân nha, ở địa chỉ ở Long An nha anh em.